Thưa cha và thưa cộng đoàn, ơn của Chúa thì xuống rất là nhiều ở trên gia đình của chúng con. Nhưng mà con xin kể với cộng đoàn thì với cha một ơn mới nhất và lớn nhất là khi mà chúng con nghe được cái bài giảng của cha đó, vô tình bà dì bà cho một cái máy để nghe, thì con thấy cái trong cái bài giảng của cha đó nó rất là có lửa, và thánh thần của cha đã lôi kéo chúng con, và chúng con cũng ngày càng nhớ lại những cái gì mà mình đã từng sống, mình đã từng làm, và chúng con quyết định đi đến đây. Và chúng con đến đây hôm nay là 3 lần rồi. Ở đây là vợ con ngồi ở bên đó mặt dạ đúng rồi đó. Dạ ngồi xe lăn đó. Tuy là khi mà chúng con đến đây chúng con thấy rất là bình an, bởi vì chúng con được trở lại và sống ở trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa một lần nữa. Chúng con rất tuy là bệnh của vợ con thì chưa thấy gì, nhưng mà chính con đã nhìn thấy được là cách đây 3 năm trở lại đây thì cô ấy không có một cái tiếng cười nào hết. Nhưng mà chỉ chừng 2 tháng trở lại thôi thì cô ấy lại cười rất là nhiều, cười to nữa. Có nhiều khi là nghe những cái bài giảng của cha rồi lại là cười một mình, cười một mình. Vâng, chúng con con tên là gì và vợ con tên gì? Dạ con tên là Hồ Ngọc Ẩn và vợ con tên là Trần Thị Yến Loan. Chúng con đang sống tại giáo xứ Bến Gỗ và giáo phận Xuân Lộc. Chị bị bệnh gì? Thưa cha, trước tiên là bị dời leo. Cách đây 3 năm bị dời leo xong rồi nó ăn vào bên trong, và đến khi mà nó xuất ra ngoài thì nó phá rất là nhiều, tức là vừa phổi rồi vừa tim. Thì cô ấy mất tiếng khoảng 3 tháng đến 4 tháng gì đó, mất tiếng không nói được luôn. Rồi qua bên tim, là bây giờ là cuối cùng là khớp. Và cái giấy mà xác nhận của bác sĩ cái lúc ra viện cuối cùng hết là bị dính khớp, không đi được. Rồi suy thận và tràn dịch các cái cơ, tràn dịch cơ. Là nhưng mà ngày hôm nay thì chúng con là cảm thấy là rất là bình an, bởi vì chúng con đã được trở lại và sống trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa một lần nữa. Vâng, thì nếu mà nói thì là nó có một cái kinh nghiệm rất là đau lòng, là bởi vì cái năm 2003 là cái năm đại dịch gia cầm á, thì khi mà người ta đi thiêu hủy hết thì chúng con cũng đốt khoảng 15.000 con chim cút. Và lúc đó là con mắc nợ 150 triệu. Thì số tiền đó đối với vợ chồng của tụi con lúc đó cũng rất là lớn. Nhưng mà có một cái là đại dịch, nên bởi vậy các chủ nợ họ không có làm gì mình hết. Tức là họ cũng thông cảm bởi vì là một cái đại dịch. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng con cũng đã là phá sản trước đó rồi, chứ không phải là do cái đại dịch này. Thì bởi vậy chúng con đã thấy là Chúa cứu con một bàn thua trong thấy. Và từ lúc đó chúng con sống ở trong tình yêu của Chúa. Chúng con rất là bình an. Và chúng con sống nhiều năm như vậy, chúng con đã học được một bài học yêu thương kẻ thù. Và con đã học cái bài học đó rất là kỹ. Nhưng đến một lúc nó không có như mong đợi nữa. Tức là cái lòng kiên nhẫn của mình nó đã mất đi rồi. Nó không biết giờ nào, lúc nào nữa mà Chúa không còn đồng hành với con nữa. Và từ đó đến cho đến lúc mà cách đây khoảng 2-3 tháng là chúng con cứ lần lũi trong bóng tối.
chúng con cứ quyết định để trả nợ, cố làm để trả nợ. Tại vì mình nghĩ là mình làm là với cái sức lao động của mình thì mình sẽ làm được, mình sẽ trả nợ được. Nhưng mà cuối cùng nợ vẫn lún nợ. Và cho đến bây giờ chúng con nợ đến gần 600 triệu. Và đúng ra số tiền này là cũng rất là lớn đối với vợ chồng con. Nhưng mà bây giờ chúng con cảm thấy rất là bình an. Bình an bởi vì là vợ con á, thì bệnh tật của vợ con thì Chúa đã biết rồi. Chúa biết trước khi mà chúng con đến đây nữa. Nhưng mà khi mà đã đến đây rồi á, thì về là rất là bình an. Rồi còn gia đình con thì có một đứa con gái, nó đã bỏ dạy giáo lý nhiều năm rồi, nhưng mà nó đi đến lòng thương xót đây với ba mẹ hai lần. Ba mẹ đi ba lần nhưng mà nó đi mới có hai lần thôi. Nó về nó quay lại nó dạy. Rồi nó kêu là tạ ơn Chúa vì cái điều đó. Rồi một thằng con trai 26 tuổi là nó cũng mê game lắm, nó cũng mê chơi lắm. Nhưng mà nó mê chơi đến nỗi mà nó làm mất của chúng con 4 chiếc xe Honda, 4 chiếc xe máy. Dạ. Mà chúng theo chúng con biết đó, thì 3 chiếc là bị công an giao thông bắt. Còn một chiếc nữa đó thì bị công an phường, mà mình không biết vì lý do gì, vì bán hay là vì cái gì, cái đó là con cũng chẳng biết. Nhưng mà bây giờ đó, thì nó có công việc ổn định, là mới trong tuần này thôi nó đã có một cái công việc làm rất là tốt. Vậy, chị có nói được không? Nói được không? Dạ được cha. Dạ. Nói được không ạ? Dạ con không nói được hồi ba năm về trước cha. Dạ. Mà con được ơn nhưng mà con không có đáp trả được tình yêu của Chúa. Con cứ nghĩ là chồng con giỏi hay, chứ con không có nghĩ đó là do Chúa ban cho chúng con. Dạ bây giờ con nghe được cái máy của dì con cho, con cảm nhận được, con mong lắm là mình quá kiêu ngạo, chút đẩy mình như vậy. Đây sẽ tặng cho con này cái máy 365 bài giảng nha, để con về con nghe rồi mượn của dì. Và cho tặng cho con cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa tập 1 và tập 2. Và đây là còn cái đĩa, còn cái DVD là Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa. Và đây là cái móc khóa Lòng Thương Xót Chúa. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Và đây là sâu chuỗi Lòng Thương Xót Chúa để xin Chúa đồng hành với con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là con người, như chị ấy nói, mình làm, mình tưởng là sức của mình tưởng là khả năng của mình tưởng là mình có thể làm được. Nhưng mà cuối cùng mất hết tất cả, càng làm càng lún sâu và nợn nần, càng làm càng thất bại. Bây giờ ngồi trên xe lăn mới giật mình chợt tỉnh ngộ rằng là tất cả là ân huệ của Chúa chứ không phải là tài sức của con người. Một cái điều lạ lùng nữa đó là chính anh ấy lại là người nhận ra rằng bây giờ chúng con lại là người bình an hơn hết. Đứa con trở lại đi dạy giáo lý, thằng con trai có công ăn việc làm, và vợ chồng mới nhận ra rằng ân huệ của Chúa ban cho mình mà xưa giờ mình không nhận ra. Ngày xưa cứ chỉ như những đứa bé vui chơi mà không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Còn con được ơn gì?